bác ở audio các bác nhá. Và tối ngày hôm nay Ngọc Quang đến giao lưu với các bác mua sắm. Và bác vừa sắm cặp loa 3G lúc chiều tại em. Vâng. Và khách gần khu vực Ngọc Quang nhá. Cặp loa 3G này bé bé nhưng mà rất hay các bác. Ngọt cực kỳ luôn. Hát cao kỳ. Đã được các bác. Đấy. Từ khi bác này mặc áo rồi em mới ra quay này. Đấy. Bây giờ đến cặp tiếp theo Quang Tuấn. Đến được ông Mạnh Đình nhá. Nói cho mày. Không phải công nhận là có thêm cái này hay hơn quạt quá hay luôn. Bây giờ và ca sĩ Mạnh Đình. Anh bắt quỳ nghèo xuống xuống nghề. Các bác ở gần khu vực em nhá. Đây là các bác ở hàng xóm khu vực Ngọc Quang Văn Giang. Cảm ơn các bác và anh em đã quan tâm theo dõi.